Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 18 tháng 6 năm 2020, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng kg ạ. Mặt hàng kg em có kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Và hiện tại thì kiều tím miền Trung và kiều hồng, và thời điểm bây giờ thì em thấy là nó đã nở hoa vào một số cây. Một số cây thì còn sót lại bông hoa sắc hồng, tím hồng rất là xinh. Và kiều tím miền Trung hay là kiều hồng này, bản lá dày dặn và xanh lá đẹp như vậy, em bán với giá là 320.000 cho 1kg kiều tím miền Trung cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây, em có một cái lô gà của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị được về làm được một giò rất là xinh luôn. Lô gà này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho lô gà của vùng Cao Bằng, xanh tươi mướt đẹp như vậy cô chú anh chị nhé. Và bên này thì em có cái vanda, vanda hàng lá xếp, và em báo theo từng bó, những bó hàng cây rất là to, những bó cây bó lớn, với những bó như thế này đủ cô chú anh chị là một giò đẹp luôn ạ. Với giá một bó như vậy chỉ với giá là 50.000 thôi cô chú anh chị nhá. Hoàng thảo nghệ tâm này, và một bó cũng rất là lớn. Một bó nghệ tâm như vậy em bán với giá là 50.000 cho một bó. Và một bó cũng rất là lớn cô chú anh chị này, hoàng thảo nghệ tâm thì nhìn cây rối tinh như vậy thôi, khi mà lên giò thì phải nói là đẹp xuất sắc luôn, đặc biệt là khi mà nở hoa cô chú anh chị ạ, rất là đẹp. Đó, hoàng thảo nghệ tâm bó 50.000 cho một bó. Tiếp theo sang bên này là giáng hương đuôi sóc. Giáng hương đuôi sóc hàng hôm nay, đây cô chú anh chị nhìn cho em tình trạng cây đuôi sóc. Hàng hôm nay thì nói chung là cái cây thì cũng còn rất là tươi và đẹp như thế này. Tuy nhiên thì cái hàng tình trạng hàng là xếp lại không có nhiều, nên là lô hàng hôm nay em sẽ thanh lý luôn với giá là 110.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Giáng hương đuôi sóc thanh lý. Còn bên này là hoàng thảo lụa vàng, một cái dòng hàng mà hoa cực bền và rất là đẹp, một trong những cây lan được gọi là đẹp, có mặt hoa đẹp nhất đấy ạ. Hoa bền đẹp và rất là thơm của chú anh chị nhé. Hoàng thảo lụa vàng này em bán với giá chỉ 180.000 cho 1kg lụa vàng thôi. Lô hàng đang mầm xanh mướt và thân mập mù khỏe mạnh. Và bên này là gà dẹt ạ. Đùi gà dẹt này, gà dẹt hiện tại thì cũng đang bắt đầu lên những mầm mới nhé cô chú anh chị nhé. Chủ yếu hoa nở vào dịp Tết ạ. Và gà dẹt thì lô hàng này em sẽ bán với giá là 160.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị, về chăm thời điểm bây giờ để đến Tết có những cái giò hoa thật đẹp để ngắm nhé. Và bên này là quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8. Chuẩn bị đến mùa hoa của dòng quế trắng rồi, một dòng lan gọi là đệ nhất hương đấy ạ. Và quế trắng tháng 8 này em xin phép bán với giá là 400.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Một dòng hàng hiện tại đang rất là hiếm hàng, thỉnh thoảng thì mới có được, thực sự là thỉnh thoảng mới có được một cái lô hàng về thôi. Đó thì em cũng sẽ bán xô, và đây là tình trạng cây. Tình trạng cây như thế này cô chú anh chị nhé, bán xô ạ. Rồi tiếp theo sang bên này là sơn thủy tiên hàng Bắc. Hàng này thì nói chung là thân thì không được lớn lắm, nên là bình thường giá của sơn thủy tiên từ 200.000 trở lên, thì hôm nay em sẽ để thanh lý với giá là 150.000 cho 1kg sơn thủy tiên hàng Bắc. Còn bên này là hoàng lạp, hàng thì phải nói đẹp tuyệt luôn cô chú anh chị ạ. Rễ to, thân mập, khỏe, rất là đẹp. Hoàng lạp này với giá em bán là 130.000 cho 1kg thôi. Đó, với những cái cây thân to mập khỏe như vậy, hứa hẹn một mùa hoa sẽ vô cùng rực rỡ. Đây là mùa đang mùa ghép của hoàng lạp cô chú anh chị nhé. Và bên này là ngọc thạch ba màu Bắc ạ. Ngọc thạch ba màu Bắc em bán với giá là 160.000 cho 1kg ngọc thạch ba màu Bắc nhé. Hàng ba ngọc thạch ba màu Bắc này thì nó sẽ rất là chuẩn màu, ba màu rất là đẹp. Và bên này là hoàng thảo Henry. Thì Henry thì hình như là cũng đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Dòng Henry này là một cái dòng hàng khá là hiếm, không phân bố, hẹp, không có nhiều. Hoàng thảo Henry em xin phép được bán với giá là 100.000 cho 1kg. Đó, cây Henry thì nhiều cô chú anh chị khi mà nhận hàng nếu như không chưa nhìn quen thì có thể nhầm tưởng là long nhãn, nhưng mà đây là cây hoàng thảo Henry cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo sau bên này là em có cái lô hài gấm ạ. Mỗi một lô hài gấm rất là lớn như thế này. Mỗi một lô hài gấm rất là lớn như vậy em xin phép được bán với giá là 80.000 cho
80.000 cho một lô hài gấm nhá. Và bên này là hài Helen, mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng. Hàng hài Helen hôm nay về rất là xinh, hàng dề đẹp và thân nói chung là dân giữ được khá là tốt này cô chú anh chị này. Xinh lắm ạ, và cũng chuẩn bị đến mùa hoa hài Helen rồi. Và dòng hài Helen này thì hàng nó là một cái dòng lan đặc hữu của vùng Cao Bằng, một dòng hàng đẹp nổi tiếng. Và một cái phần hài Helen như vậy em xin phép được bán với giá là 80.000 cho một phần nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị chơi lan thì sẽ biết rằng cái dòng hài Helen này thì ở trên thị trường người ta bán giá cũng rất là cao, phải trên 400 cho đến 500.000, từ bốn nói chung là trên 400.000 trở lên cô chú anh chị ạ, cho 1 kg đó. Thì phần như vậy thoải mái cô chú anh chị lên giò đẹp luôn ạ, chỉ có 80.000 cho một phần thôi. Và em có một phần hài Trần Liên. Phần hài Trần Liên này khá là nhiều cây đấy ạ, thoải mái cô chú anh chị về nhặt những cây đẹp để cô chú anh chị ghép này. Phần hài Trần Liên này em bán với giá là 50.000 cho cái phần Trần Liên này. Cô chú anh chị biết rằng là dòng hài Trần Liên nếu như hàng cây thì người ta bán theo cây, mỗi cây cũng phải tầm trên 20.000 cho một cây. Còn bên này là em có dòng long tu đá. Long tu đá hàng đang mầm như vậy đấy ạ, em bán với giá là 120.000 cho 1 kg dòng long tu đá nhé. Em còn có một cái lô quế tím. Quế tím rất là nhiều luôn. Nói chung là cái lô quế tím này nó cây nó xấu rồi nhá, em bán thanh lý luôn với giá là 60.000 cho lô quế tím này. Lô bạch nhạn này, lô bạch nhạn này thì em cũng thanh lý luôn, 60.000 cho toàn bộ cái lô bạch nhạn này. Rất là nhiều cây, phải tầm trên 40 cây trở lên cô chú anh chị này. Đó, 60.000 cho lô bạch nhạn này và 60.000 cho lô quế tím này, quá nhiều. Và bên này là cái dòng lan huyết nhung vàng. Một cái dòng hàng được liệt vào top những cây lan rất là quý và hiện tại là rất là hiếm rồi cô chú anh chị ạ, rất là hiếm rồi. Và phân bố chủ yếu ở vùng miền Cao Bằng thôi cô chú anh chị ạ. Nên là cái giá của nó cô chú anh chị thấy là một số shop người ta có bán thì cái giá cũng rất là cao. Và cái dòng lan huyết nhung vàng này xin phép bán với giá là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo bên này là em có cái dòng lan hoàng thảo đơn cam ạ. Hoàng thảo đơn cam thì nhìn cây rất là khô cô chú anh chị nhé. Cây rất là khô mà thời điểm hiện tại thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy là cây nó đang lên mầm. Lớn hay nhỏ thì cũng đều đang lên mầm rất là xinh. Đó, mặc dù cây khô như vậy nhưng mà cô chú anh chị cứ yên tâm nhé. Đấy ạ, sẽ bắt đầu lên những cái mầm mới đấy ạ. Và hoàng thảo đơn cam này thì em xin phép bán với giá là 500.000 cho 1 kg hoàng thảo đơn cam. Em bán từ 0,2 kg trở lên, hàng đang bắt đầu những cái mầm non mới. Với 0,2 cô chú anh chị thoải mái chọn lựa và ghép cho mình rất nhiều những cái, chọn được rất nhiều những cây đơn cam để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những giò đơn cam xinh ạ. Đã đang lên mầm cô chú anh chị này. Và bên này là những cái giò kiều lộc bắc cô chú anh chị nhé. Những giò kiều lộc bắc này thì cô chú anh chị biết rằng cái giá của nó trên thị trường thì rất là cao và hoa sẽ nở đúng vào dịp Tết ạ. Và những cái chậu này thì đang độ phát triển nhiều thân và rất là khỏe đẹp như thế này, cô chú anh chị nhìn cho em. Mà một chậu thì rất là nhiều thân như vậy nhá, hứa hẹn một mùa hoa xuân hoa Tết rực rỡ luôn. Và những cái giò kiều lộc bắc này thì thực sự là cái hàng kg thì không có đâu cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì chỉ có những cái giò thuần vườn, những cái nhà vườn người ta giữ lại để nhân giống thôi. Và những cái giò kiều lộc bắc đẹp như thế này thì em xin phép được bán với giá là 350.000 cho một giò kiều lộc bắc cô chú anh chị nhá. Và ở đây thì em có, nhà em thì cũng có cái giò cáo thuần. Cáo thuần dòng đột biến hoa trắng ạ. Giò này thì hoa rất là xinh. Nói chung là bông hoa dày, cánh dày và rất là to đẹp luôn. Thơm lắm luôn cô chú anh chị này. Đang nở ạ, đang bắt đầu nở dần. Mới nở mà đã trắng muốt như vậy rồi. Và cô chú anh chị nào mà yêu thích cái dòng lan cáo trắng, dáng hương cáo trắng ạ, dòng đột biến, dòng hoa rất là giá trị này thì có thể liên hệ để em báo giá cô chú anh chị nhé. Đây là một cây mẹ và một cây con. Một cây mẹ và một cây con. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em. Trắng nuột nà luôn, thơm lắm cô chú anh chị này. Bông hoa dày và rất là to. Cây mẹ thì có bao nhiêu lá nhỉ? 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lá, cây mẹ 11 lá. Cây con thì có 6 lá, tổng là 17 lá cô chú anh chị nhá. Đó, tổng là 17 lá. Hoa trắng tinh như vậy luôn. Rồi tiếp theo sang bên này sẽ là những cái giò phi điệp tím ạ. Những giò phi điệp tím hàng gieo hạt
hàng gieo hạt cô chú anh chị nhé, mặt hoa sổ số. Tuy nhiên cô chú anh chị sẽ hết sức yên tâm khi cô chú anh chị sở hữu những cái giò phi điệp tím này, hứa hẹn sẽ là những cái bông điệp phải nói là mặt hoa cực kỳ là đẹp và xuất sắc, có thể sẽ sổ những cái bông đột rất là đẹp luôn. Tại vì cái dòng này thì người ta sẽ phải chọn những cái cây hàng mà có mặt hoa rất là đẹp để mà người ta gieo giống đấy ạ. Và một thân, một bảng như vậy thì cô chú anh chị nhìn quá nhiều thân. Nói chung là ít nhất là từ 3 thân trở lên. 3 thân trở lên rất là đẹp luôn. Và một bảng như vậy chỉ với giá là 110.000 cho một bảng thôi cô chú anh chị nhá. 110.000 cho một bảng, cô chú anh chị có thể hứa được một cái giò điệp rất nhiều thân, hứa hẹn một cái mùa hoa, một cái mặt hoa cực kỳ là đẹp cho vườn lan của nhà mình đấy ạ. Và bên này là dòng lan cát lai A, dòng lan cát mini cô chú anh chị nhá. Cát nói là cát mini, đang lên mầm rất là nhiều luôn. Tuy nhiên thì cái bông hoa của nó độ to cũng phải từ 4-5 cm ạ. 4-5 cm. Mà dòng lan cát mini này hoa thì rất là đẹp, bền và thơm đấy. Đang và cây thì rất là dễ thuần và dễ chăm luôn. Và một chậu cát mini rất là xinh, nhiều thân, nhiều giả hành như vậy thì em chỉ xin phép được bán với giá là 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Dòng cát thì giá bình thường phải trên 100.000 cho một chậu hết đấy ạ. Thì đấy, những chậu cát này chỉ với giá là 80.000 thôi. Và cô chú anh chị mà chọn cho em, giúp em hai chậu như thế này thì giá chỉ có 150.000 cho hai chậu thôi nhá. Và với hai chậu này cô chú anh chị làm được một giò cát quá đẹp luôn. Đó, hoa rất là thơm, đẹp nhá. Và hàng này thì mặt hoa sổ số thôi, nhưng mà riêng dòng cát cô chú anh chị sở hữu mặt hoa nào thì cũng đều rất là đẹp ạ. Rồi tiếp theo sang bên này là những cái giò lan thuần hoa Tết mà đẹp từ thân lá đấy ạ. Và những phần dáng hương đuôi cáo và những cây cẩm báo rất là to khủng để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn này. Em xin phép được giới thiệu từ những hình đầu tiên trở đi ạ. Trước tiên là những cái giò trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhé. Trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị biết rồi, một cái dòng hàng mà đẹp, nổi tiếng và nở chuẩn hoa vào đúng dịp Tết. Hàng này mình không chỉ chơi hoa mà chơi thân lá cũng đều rất là đẹp ạ. Hàng thì đốt ngắn và thân mập và bông hoa rất là to, sai hoa nên là khi mà sổ hoa thì phải nói đẹp tuyệt vời luôn. Mà hoa rất là bền cô chú anh chị nhé. Dòng trầm rồng đỏ ạ, cô chú anh chị chơi lan thì biết rồi, một dòng hàng rất là nổi tiếng và giá trị. Cái trầm rồng đỏ này thì cái chậu số 1 đây nhá cô chú anh chị nhá. Hai thân như vậy em xin phép được bán với giá là 450.000 cho chậu trầm rồng đỏ hai thân. Một thân khoảng tầm 70 cm, một thân khoảng 50 cm cô chú anh chị này. Đó, ở đây thì có một số cái lá vàng này do đóng gói vận chuyển về ạ. Nhưng mà nó không sao cô chú anh chị nhá. Thân khỏe mạnh, không vấn đề gì. Rồi chậu trầm rồng số 2 cô chú anh chị nhìn cho em. Chậu trầm rồng số 2 thì có tất cả là 3 thân ngắn dài. 3 thân ngắn dài, hàng đang đi ngọn. Nói chung là bây giờ vẫn còn đang đi ngọn mà thân của nó đã to bằng cái ngón tay cái của em luôn rồi cô chú anh chị ạ. To khủng, đẹp cực luôn. 3 thân này, một thân dài khoảng 6-70 cm, hai thân ngắn khoảng tầm 25-30 cm. Với giá chậu trầm rồng đỏ này em bán với giá là 400.000. 400.000 cho chậu trầm rồng số 2 cô chú anh chị nhé. Và chậu trầm rồng số 3, một thân duy nhất ạ. Một thân duy nhất, nói chung dòng trầm rồng này cô chú anh chị nhìn thấy đấy, mình chơi thân cũng rất là tuyệt vời luôn. Cái chậu trầm rồng số 3 này em xin phép bán với giá là 280.000 chậu này cho một thân thôi. Và chậu trầm rồng số 4 cũng 280.000. Trầm rồng số 4 280, thân cực nù và khỏe, đẹp đang đi ngọn, rất là xinh luôn. Trầm rồng số 5 240.000. Cũng một thân nhưng mà thân này sẽ ngắn hơn một xíu, khoảng tầm 45-50 cm. Và trầm rồng số 6. Trầm rồng số 6 này có 3 thân cô chú anh chị nhá. Có một thân dài và hai thân ngắn hơn như này đấy ạ. Và chậu này em xin phép bán với giá là 400.000 của tất cả là 3 thân ạ. Và trầm rồng số 7. Trầm rồng số 7 có một thân đây cô chú anh chị này. Một thân như vậy nhá. Cũng trên 50 cm rồi, em bán chậu này với giá 240.000. Và trầm rồng số 8. Hai thân. Hai thân đẹp như vậy đây. Và trầm rồng số 8 này em bán với giá là 450.000. Và trầm rồng số 9. Trầm rồng số 9 đấy ạ. Số 9 này em bán với giá là 240.000 nhá. Ui, trầm rồng số 9 này rất là đẹp luôn, 240.000 này. 240.000 thôi, 240.000. Và trầm rồng số 5. Trầm rồng số 5 đây cô chú anh chị này, một giò hai thân cực đẹp luôn. Trầm rồng số 5 này em bán số 10 này em bán với giá 450.000. Và trầm rồng số 6 cũng hai thân ạ.
hai thân cô chú anh chị nhá. Hai thân này em bán với giá là trầm rồng số 6, hai thân này với giá là 440.000. Nói chung bây giờ cô chú anh chị lấy thì sẽ rẻ hơn Tết rất là nhiều. Đến Tết mỗi một thân như vậy là không rơi dưới 300.000 đâu cô chú anh chị ạ, không rơi dưới 300.000 đâu. Đó. Và cái hàng mối thì mối em nhập mối quen nên cái giá là của nó rất là mềm. Cô chú anh chị yên tâm là trầm rồng mua với giá này thì phải nói cực rẻ luôn. Đó, hai cái thân lá xếp đẹp như vậy với giá chỉ 440.000 thôi cho hình số 11 ạ. Hình số 12 230.000. 230.000 cho thân này nhá, cũng rất là mập dù nù dù ạ. Và tiếp theo hình số 13 270.000. Một thân rất là dài, mập đẹp như vậy, 270.000. Rồi tiếp theo sang bên này là Đại Ý Thảo cô chú anh chị nhá. Đại Ý Thảo Lâm Đồng, một cái dòng hàng mà trên thị trường cũng không hề có hàng cây giống bằng kg, mà chỉ có nhà vườn người ta có thôi, mà hoa thì rất là sai. Dòng lan Đại Ý Thảo này này, Đại Ý Thảo Lâm Đồng hoa rất là sai và nở đúng vào Tết luôn cô chú anh chị nhá. Nở đúng Tết luôn đấy ạ. Dòng Đại Ý Thảo này ở hình số 14 em bán với giá là 350.000, rất là nhiều thân luôn như thế này đấy ạ. Rất nhiều thân luôn cô chú anh chị nhá. 350.000 cho giỏ này, phải trên tầm 10 thân ạ. 2 4 6 7. 10 hay là 11 thân gì đó. Và bình thường cái Đại Ý Thảo này ấy, thì người ta bán mỗi một thân trưởng thành dài á, đến mùa hoa người ta phải bán mỗi một thân phải tầm 70 đến 100.000 cho một thân. Đó, thì giò này ở đây em chỉ bán với giá là 350.000 cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm cho mình nhá. Tiếp theo là hình số 15. Đại Ý Thảo số 15 đây cô chú anh chị này, em bán 300.000 cho giò Ý Thảo, Đại Ý Thảo này. Và hình số 16 360.000 đấy ạ. Hình số 17 rất là xung xuê đều đẹp, hứa hẹn một dèm hoa Tết hoa xuân cho năm nay. Giò này em bán với giá 420.000. Rồi sang bên này đây là giả hạc hoa hồng đỏ của chú anh chị nhé. Giả hạc hoa hồng đỏ cô chú anh chị chơi lan thì biết rồi, một cái dòng hàng có mặt hoa phải nói đẹp xuất sắc luôn. Bông hoa cánh hồng màu đỏ tươi rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Cánh hồng đỏ tươi rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Mà cây bé như vậy thôi nhưng mà khi mà sổ hoa cực sai và bông hoa rất là to luôn. Và như năm ngoái thì em bán, em nhập ở một cái nhà vườn về cái giá thì không hề rẻ một chút xíu nào luôn, mà mỗi một bảng khoảng tầm 11, 14, 15 thân thì giá của nó cũng phải tầm 700-800 nghìn rồi. Mà không được mập đẹp như thế này đâu cô chú anh chị này. Ở đây thì em có những cái hình này thì phải nói giá cực kỳ là rẻ luôn cô chú anh chị, nhanh tay sưu tầm nhá. Sau cái lô này chắc là không có hàng đâu ạ. Em còn vài giò này thôi này, hình số 18 với giá 260.000 cho giò này này. Quá là rẻ đẹp luôn. Hình số 19 220.000 nhá cô chú anh chị nhá. 220.000. và hình số 20 250.000 đấy ạ. 250.000 cho giò này. Hình số 21 206 đây cô chú anh chị này. 206 cho giò này. Và hình số 22 208 ạ. Quá nhiều mầm luôn. Nhìn như vậy phải trên 10 mầm. Hình số 23 với giá 250.000. 250.000 cho hình 23 này. Và hình số 24 cũng 250.000 ạ. Và hình số 25 280.000 đây cô chú anh chị này. 280.000. Hình số 26 250.000. Hình số 27 280.000 ạ. 27 280.000. Hình số 28 380.000, rất là đẹp luôn. 380.000 phải bằng cái giá giò 700 luôn rồi. Hình số 29 280.000. Hình số 30. Hình số 30 này, còn duy nhất bằng này giò thôi cô chú anh chị nhá. Hết luôn rồi ạ. Hình số 30 này với giá 330.000 ạ. Rồi sang bên này là những cái chậu đen đô xuân hàng thuần, hứa hẹn mùa hoa Tết rực rỡ vô cùng luôn cô chú anh chị này. Giò này rất là đẹp như thế này, giò 31 với giá 180.000 à. Giò 31 180.000 đây cô chú anh chị nhá, nhiều thân, thuần, khỏe và rất là đẹp. 180.000 giò này đến Tết không rơi dưới 300 cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình số 32. 32 này cô chú anh chị nhìn thấy cũng rất là nhiều thân đẹp. Hình 32 này em bán 150.000, nó rất là rẻ bởi vì sao ở đây cô chú anh chị nhìn thấy hai thân rất là to như vậy nhá. Vẫn đang phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên cái thân này là nó đã bị gập ở bên dưới này rồi, bị gập ở bên dưới này nhưng mà nó không, nó vẫn phát triển được cô chú anh chị nhá, chứ không phải là chết ạ. Nó bị gập ở dưới này. Đấy, gập rất là lâu rồi nhưng mà nó vẫn hút được chất dinh dưỡng và vẫn phát triển. Nên là cái giò này mặc dù cũng có nhiều thân như vậy nên em chỉ bán 150.000 thôi. Và hình tiếp theo, hình số 33, một giò điệp thuần.
dân vừa ấy thuần thôi, bám rễ rất là khỏe rồi, có 3 thân mầm như vậy với giá là 700.000 cho 3 thân này nhá. Hình tiếp theo, hình số 30 sang bên này sẽ là những phần phi điệp tím hàng bóc chuẩn rừng vùng Cao Bằng đấy ạ. Bóc chuẩn rừng vùng Cao Bằng luôn cô chú anh chị nhá. Những cây này trưởng thành hứa hẹn sẽ là những cây lá mít rất là đẹp luôn ạ. Hiện tại thì cái hình này, hình số 34 này với giá 350.000. 350.000 cho hình số 34 giò điệp vùng Cao Bằng. Mà hoa cánh sáp, cánh lá dày và cánh sáp rất là dày. Và hoa môi tuyết cực xinh luôn như thế này cô chú anh chị này. Mắt, khuôn môi, rồi là mắt, mũi rất là rõ ràng, xinh. Đó, cánh bầu rất là đẹp luôn như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Và cái hình số 34 này em bán với giá là 350.000 thôi cô chú anh chị này, kèm theo rất nhiều thân dài nhé, thoải mái cô chú anh chị ươm kia. Hình tiếp theo là hình số 35. Hình số 35 này em bán 500.000 cho dày này, kèm theo vô khối những cái thân già cực khỏe luôn. Và cái hàng này thì bản lá gân nhé, lá gân rất là dày và đẹp, đang đi ngọn đấy ạ. 500.000 cho giò này, nó vừa thân vừa nù vừa rụt cô chú anh chị nhá. Tiếp theo hình 36. Cái dày 36 này em bán 380.000, bản lá cũng rất là dày. Hình số 37. Hình số 37 200.000 cho dày này cô chú anh chị làm giống ạ. Hình tiếp theo, hình số 38 này. Dày số 38 này. Dày 38 này xin phép bán với giá 280.000 đây cô chú anh chị này. Và dày số 39 với giá cũng 280.000, đang còn hai nụ xinh đấy ạ. Và hình số 40. Hàng bản lá dày cộp cô chú anh chị nhé. Cái này cô chú anh chị về chăm được chắc chắn, với điều kiện của nhà mình chắc chắn nó sẽ ra những cái thân mập khỏe và đi ngọn cực đẹp luôn. Cái hình này em bán 320.000 cho dề này đấy ạ. Và hình tiếp theo là hình số 41. Hình 41 là một cái dòng bản lá dày to, lá gân nhá, mít rất là đẹp luôn. Giò này về tay cô chú anh chị mà chăm ở tại nhà thì em nghĩ rằng phải nói nó quá là xuất sắc, chơi với thân lá, không nói đến mặt hoa, kèm theo rất nhiều thân già đấy ạ. Cái dề này em bán với giá là 550.000 cho hình 41 cô chú anh chị nhá. Phải nói là nó sẽ rất là sổ, chắc chắn là cực đẹp luôn. Cái dề này chơi thân lá cực đẹp luôn. Tiếp theo là hình số 42 cũng đang hai nụ 350.000. Dề này 350.000 ạ. Hình tiếp theo hình số 43, dề này. Dề 43 này em bán với giá 420.000. Và hình số 44 với giá 260. Hình số 45. Hình số 45 đây ạ. Hình 45 này với giá 300.000. Rất nhiều thân già luôn nhá. Hình 46 220.000 thôi ạ. Và hình số 47 360 đây cô chú anh chị, quá nhiều thân già kèm theo, đẹp khỏe như vậy này. Rồi tiếp theo sang bên này là những phần cẩm báo ạ. Hình số 48, một phần cẩm báo 3 ngọn này về cô chú anh chị làm được một giò quá đẹp. 3 ngọn lớn như vậy với giá là 150.000 cho giò, cho phần cẩm báo này cô chú anh chị nhá. Xanh mướt luôn, rất là đẹp luôn. Tiếp theo phần cẩm báo số 49. 49 này có tất cả là 43 cây khá lớn, 4 cây, 5 cây tất cả đây. 5 cây tất cả này nhá cô chú anh chị nhá. Với giá 140.000 cho hình này. Rồi tiếp theo là hình số 50. 50 hai ngọn cẩm báo cực khủng. Cực khủng luôn cô chú anh chị này, rất là to và đẹp luôn. Bao nhiêu cặp lá đây cô chú anh chị này. Mỗi một cây vừa rồi đang sổ hai cái vòi hoa to đùng luôn ạ. Giò này cô chú anh chị nào mà sở hữu nó đến mùa hoa thì ngập nức mũi luôn về cái mùi hương. Cái hình này em bán với giá 300.000 cho hai cây cẩm báo cực kỳ là to này, cho hình 50. Rồi hình 51 là một dề cáo dáng hương đuôi cáo, bản lá bóng loáng cực xinh luôn. Đó, bao nhiêu cây nhỉ? 1, 3 này, 4 này, 5 cây. 5 cây cáo tất cả nhé cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn, một dề 5 cây cáo bản lá ngắn rất là đẹp như vậy. 160.000 cho dề này đấy ạ. 160.000 rất là xinh. Tiếp theo là hình số 52 với giá 200.000 cho phần cáo này. Có đây cô chú anh chị này, có những cây xếp rất là đẹp luôn ạ. Đã, cây này này đang có một nụ nhá. Dạ, tổng bằng này cây 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cây. 7 cây cáo rất là đẹp ở hình này, bán với giá 200.000. Và hình số 53 180.000 cho hình này. Hình này 180.000 có một cặp đôi mẹ con này, 2 cây này, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây.
có những cây bản lá cũng rất là to, 180.000 cho hình này ạ. Hình số 54, một phần cáo này 15 cây. 15 cây mà có những cây bản lá ngắn đẹp lắm luôn nhé cô chú anh chị nhá. Lá xếp nữa đây ạ. Xinh lắm luôn. Hình này em bán 180.000 này. Rồi tiếp theo là hình số 54, hình số 55. Hình số 55, một phần cáo. 4 ngọn rất là lớn và đẹp, 5 ngọn lớn đẹp như vậy. Giá 200.000 nhé cô chú anh chị nhá. Hàng cây quá khỏe và không hề bỏ lá chân, rất là đẹp luôn. 200.000 cho hình này đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 56. Một phần cáo này cũng là phần hàng bản lá ngắn nhé. Với số cây là 22 cây, với giá là 180.000. Tiếp theo là hình số 57. Hình 57 này em có bao nhiêu cây cáo nhỉ? 51 cây này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8 cây đấy ạ. 8 cây cáo ở phần này nhé cô chú anh chị nhé. Có những cây bản lá ngắn rất là đẹp như thế này. Hình này em xin phép được bán với giá 180.000. Và hình số 58. 58 ạ, một phần cáo của hình 58 này 180.000 đây. Có tất cả là 18 cây. 18 cây, 180.000. Có những cây lá xếp cũng rất là xinh, hàng lá ngắn đẹp lắm đây cô chú anh chị này. Tiếp theo là hình số 59 ạ. Hình 59 một phần cáo này có tất cả là 11 cây nhá. 11 cây cáo khỏe đẹp. Đấy, có cây xếp rụt và đang có nụ luôn cô chú anh chị này. Hình này đẹp như vậy, em bán với giá 180.000 cho hình số 59 11 cây. Và hình số 60. Cô chú anh chị nhìn cho em một phần cáo tươi roi rói luôn. Phần này có tất cả là 7 cây nhá. Hiện tại đang có 2 nụ kìa. Hình này 180.000 cho hình số 60. Hình số 61 có tất cả là 11 cây cáo này. 11 cây cáo khỏe đẹp này với giá là 180.000. Và đây là cái mùa đang đẹp nhất để cô chú anh chị ghép dòng đuôi cáo đấy ạ, dáng đuôi cáo đấy ạ. Rồi cuối cùng em còn có một cái cặp đai châu này, thanh lý nốt, với giá 350.000 cho cặp đai châu này. Một cây này, lá mít luôn cô chú anh chị này. Cây thứ hai đấy ạ. Nói chung là hơi có lỗi lá của chú anh chị nhá. Như cây này thì cây bản lá bên trên thì rất là đẹp, nhưng mà lỗi lá chân một xíu này, là hơi bỏ lá chân nhá. Còn cái cây này thì cái lá ngọn hơi lỗi này chú anh chị này. Đó. Đấy, cặp đôi này lá mít đấy. Cả cặp đôi này đều lá mít nhá. 350.000 cho cặp đôi đai châu này. Rồi đây là những cái mặt hàng lan mà hiện tại bên em đang có này. Ngoài ra thì em còn có những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan nhá. Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan thì bên em có duy đỏ 60.000 cho một ống, duy xanh 50.000 cho một ống, B12 với giá là 30.000 cho một lọ, B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ, và Atonic 10.000 cho một gói, Hùng Nguyễn với giá là 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. Và siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ này. Và cái keo liền da sẹo đen với giá là 50.000 cho một lọ. Và keo liền da Mỹ Tiến là 40.000 cho một lọ nhé. Ngoài ra thì em có các loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho cây con, cây trưởng thành, kích cây ra hoa. Đồng giá là 30.000 cho một lọ. Và phân bón lá NPK cũng dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây. Đó, cây con, cây trưởng thành, kích cây ra hoa. Cũng đồng giá là 30.000 cho một lọ nhé. Và em có bả sen này 2.000 cho một gói của chú chị này. Và cái thuốc diệt rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá 25.000 cho một gói. Và ngoài ra thì em còn có thêm cái dây buộc ạ. Dây buộc bằng cái đồng này, buộc rất là tiện lợi luôn cô chú anh chị, chỉ cần buộc lại và vặn thôi cô chú anh chị nhé. Vặn lại và giữ thôi, chứ không mình không cần phải thắt nút gì cả. Rất là tiện dụng luôn cô chú anh chị này. Và một cuộn như vậy thì được rất là nhiều luôn. Em bán với giá là 70.000 cho một cuộn nhé. Ngoài ra thì em còn có vỏ thông rêu, vỏ thông dớn vụn và phân dê với giá 20.000 cho 1 kg. Em còn có thêm cả dớn đĩa, dớn bảng và chậu nhựa móc treo nhé. Đặc biệt vẫn có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ là giọt. Một lọ như vậy với thể tích là 10ml nhé. Em bán đồng giá là 40.000 cho một lọ đấy ạ.
Và cái hàng này thì cái dòng tinh dầu hồi này với dạng treo, chú anh chị có thể treo trong phòng khách, phòng ngủ hoặc treo trên xe, nó có tác dụng diệt khuẩn và làm sạch không khí. Ngoài ra tạo cái mùi hương cho không gian rất là tuyệt vời luôn. Còn dạng nhỏ giọt này thì cô chú anh chị mình có thể sử dụng để xông tinh dầu này, hoặc là sử dụng để xoa bóp cho những trường hợp như mình bị đau đầu, đau cơ. Và cái dạng lăn này cũng thế cô chú anh chị nhá. Mình có thể lăn xoa bóp để giảm đau trong rất là nhanh. Và cái tinh dầu hồi này nó là một cái sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên nên là rất là lành tính đối với sức khỏe, và đặc biệt nó là một cái sản phẩm sản xuất tại địa phương, nguyên liệu từ địa phương, không qua trung gian nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá thành. Rồi ạ, đây là sản phẩm này em bán với giá là 4.000 cho một lọ nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại mà hôm nay bên cơ sở Lan Rừng nhà em đã...